Hà Nội rất nắng nóng, nhưng sự nắng nóng của Hà Nội không thể nóng bỏng bằng sàn ô tô Việt Nam. Mà sàn ô tô Việt Nam đưa ra những chiếc xe chắc hẳn là không đâm xô và không ngập nước. Đâm ngập nước thì ngay lập tức sàn ô tô Việt Nam nhận lại xe và trả lại tiền cho quý vị và tặng quý vị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch trị giá 10 triệu đồng. Với chiếc xe Kia Sedona xuất hiện, sản xuất năm 2018, được trang bị với khối động cơ 2.2 máy dầu. Không hiểu chiếc xe Kia Sedona này hot đến mức độ như nào mà năm 2018 cháy hàng đến như vậy. Thì tôi mời máy quay đưa sát gần lại đây để chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc xe Kia Sedona. Chiếc xe Kia Sedona có hoàn thiện không thì chúng ta cùng khám phá nha. Yêu cầu cốp điện của Kia Sedona được mở cò. Kia Sedona rất rộng rãi. Với những tán linh xung quanh của nhà máy đưa ra đánh dấu rất kỹ. Đánh dấu rất kỹ với những tán linh nhỏ. Đôi thụt rất nhẹ nhàng cho chiếc xe Kia Sedona. Chúng ta sẽ đóng nắp cốp lại của chiếc xe Kia Sedona xem cái độ cốp điện của chiếc xe có ngọt ngào như em Hương truyền tải thông điệp đến không quý vị. Rất ngọt ngào đúng không quý vị? Một chiếc xe Kia Sedona 7 chỗ rộng rãi, thoáng mát. Chúng ta sẽ cùng tiến về phía trước để kiểm chứng xem chiếc xe Kia Sedona cửa có dùng được không quý vị nhỉ? Chắc có lẽ chiếc xe Kia Sedona phải nói thì nó mới mở ra thôi. Kia Sedona mở cửa rất ngọt ngào. Xe trang bị 7 chỗ rộng rãi và hai ghế đằng hàng thứ hai được riêng biệt giống như ghế lái. Nếu mà ở chuyên gia thì hai người đều ngồi thoải mái như thế này. Rất rộng, đúng không quý vị? Rất rộng rãi. Lúc này bằng mùa hè thì phải chở du lịch thì chiếc xe Kia Sedona quá hiện đại. Ô thầy nắng quá không có mũ à em? Lấy cái nón lên mũ độ không chết. Hàng ghế đằng trước của chiếc xe Kia Sedona được trang bị với ghế chỉnh điện bên lái, vô lăng tích hợp điều khiển đề nổ startup, hai khoang điều hòa auto riêng biệt và cửa nóc Blolama cho chiếc xe Kia Sedona. Đã chấu một hệ thống phanh ABS EBD và la răng phay cho chiếc xe Kia Sedona. Mặt tay nhìn đằng trước của chiếc xe Kia Sedona quá khỏe mạnh và năng động và kết hợp với hai rửa đèn pha tự động cho chiếc xe Kia Sedona. Một màu trắng ngọc trai cực đẹp cho chiếc xe Kia Sedona biển tỉnh. Chúng ta tiến máy quay vào đây nào. Nắng quá, Hà Nội quá nắng. Sự nắng nóng, nóng bỏng của thời tiết Hà Nội cũng không thể nắng nóng bằng chiếc xe Kia Sedona ngày hôm nay. Cánh cửa của chiếc xe Kia Sedona được trang bị với vân gỗ ốp táp lô trên táp ly quá chuẩn, kết hợp màn hình DVD và cửa nóc Blolama và kết hợp với vô lăng tích hợp điều khiển và nhiều tiện ích khác cho chiếc xe Kia Sedona mà chúng ta đương muốn truyền tải thông điệp đến quý khách hàng là sàn ô tô Việt Nam có Kia Sedona mà bán ra lại có bảo hành chất lượng mà được sử dụng bằng DA rèn. Hai cửa lùa quá ngọt ngào. Hai cửa lùa quá ngọt ngào cho chiếc xe Kia Sedona. Chúng ta sẽ hướng vào bên trong để xem là sàn ô tô Việt Nam có những chiếc xe nào mà hôm nay giảm giá ra làm sao. Chúng ta cùng theo chân cô hướng dẫn viên. Chúng ta cùng theo chân tôi để xem là sàn ô tô Việt Nam nay giảm giá đến bao nhiêu phần trăm cho những chiếc xe và bảo hành mức độ như thế nào. Thì sàn ô tô Việt Nam bật mí là bảo hành về khối động cơ 6 tháng. Tất cả những chiếc xe mà em Hương đưa ra chào bán được bảo hành 6 tháng về khối động cơ. Đây là một chiếc xe Mercedes-Benz GLK 250 máy xăng số tự động được em Hương đang chào bán với giá 650 triệu đồng cho chiếc xe Mercedes-Benz. Mặt đằng trước của chiếc xe Mercedes-Benz này chưa bao giờ làm cho quý vị lỗi mốt. Biểu tượng của Mercedes thì phải nói là quá tuyệt vời. Chúng ta phải ôm vô lăng và chạy thử thì biết được cảm lái của Mercedes nó khác biệt dòng khác như thế nào. Mà cái tầm tiền này thì ta chỉ mua được con CX-5 bình thường sản xuất năm 2018 là cùng quý vị. Đó là BMW 320i. Với giá trị cho ngày hôm nay chỉ trên 500 cốc bia thôi. Trên 500 cốc bia mà đã có một chiếc xe BIM đi rồi. Còn chần chừ gì nữa mà không nhấp.
0937 39 9798 hoặc website sanautovietnam.com. Hoặc là quý vị có muốn một chiếc xe nào cho mình ưng ý thì em Hương luôn luôn sẵn sàng để tìm cho quý vị những chiếc xe hơi đẳng cấp mà giá cả lại phải chăng, mà ưu điểm lại vượt trội, mà quan trọng nhất là em Hương nói ra là có chất lượng, bảo hành đến tận chân công trình cho quý vị khách quý. Với một chiếc xe gầm cao máy thoáng to cao đến như vậy mà giá trị chỉ có 635 triệu, 635 triệu cho một biển kiểm soát Nghệ An cực đẹp. Tất cả những bán tải mà về thì đi quanh cả nước cũng chả mất đồng tiền biển nào cả. Bấm biển đâu cũng được, không sao cả, không mất tiền đâu. Với một chiếc xe Wajek động cơ 3.2, máy zin số chưa ra và không đâm xô, không gặp nước. Toàn bộ của chiếc xe quá xịn sò và đẹp mà em Hương đang chào bán cho chiếc xe Wajek này là 635 triệu đồng cắt lỗ. Có nên cắt lỗ cho không cho ngày hôm nay không? Nhiều người hỏi chị ơi sao chị bán xe chị cứ bảo lỗ như vậy. Ôi dồi ôi, nó lỗ thật mà các em, nó lỗ thật. Nhưng mà lỗ vẫn vui mà. Vẫn vui, vui lắm luôn ý. Đây là chiếc xe Cruise Chevrolet với khung gầm sexy của Mỹ và công nghệ của Mỹ mà em Hương đang chào bán trên các trang mạng với giá 385 triệu. Nhưng ngày hôm nay em Hương tặng quý vị 10 can bia thì chỉ có 375 can bia nữa thôi, thì chiếc xe này có xứng đáng với quý vị hay không? Thì chỉ cần phải nhấc máy gọi cho em Hương là mua được. Hà Nội rất nắng nóng, nhưng mà có một em xe cởi trần ngửi mùi hoa sữa của tháng 8. Sắp đến tháng 8 rồi, nụ hoa sữa sắp nở. Thì đi chiếc xe mui trần này quá tuyệt vời. Và đặc biệt của chiếc xe mui trần này là chúng ta có thể làm xe hoa này, làm xe dâu này, đi tán gái này. Ôi trời, nó nhiều ý nghĩa vô cùng. Nó nhiều ý nghĩa vô cùng mà còn làm ra tiền cho mình nữa. Thì còn chần chừ gì nữa mà không nhấc máy để gọi ngay cho em Hương để đầu tư có lợi. Đầu tư có lợi quý vị nhé. Quá nắng nóng cho ngày hôm nay. Năm 2006 thì phải nói chiếc xe Toyota Camry vang dội đến mức độ như thế nào. Thì hiện tại chiếc xe Toyota Camry động cơ 3.5 em Hương đang chào bán 315 triệu đồng. 315 triệu đồng thôi đã có chiếc xe Toyota Camry đi rồi. Quá đẹp. Máy nguyên số chưa ra và không đâm xô, không gặp nước với một chiếc xe Toyota Camry 2006. Quá hoàn thiện. Fortuner to cao, đen hôi, máy răng số tự động với động cơ 2 cầu 2.7. 500 cốc bia thôi mà đã có một chiếc xe đi rồi. 500 cốc bia thôi, rẻ như vậy, ai rửa đèn pha tự động cao, to, khỏe mạnh. Còn chân tư gì nữa mà không đến với em Hương để sở hữu ngay em nó ngay lúc này đây. 100 hơn một chút. Hơn một chút thôi. Nó chỉ đến có 170 cốc bia, 180 cốc bia thôi đã có chiếc xe Mercedes-Benz E240 sản xuất năm 2004. Bán hết đi em ơi, chú hết tiền về. Cắt lỗ thành công đi. Chưa đến 600 cốc bia, chưa đến 600 cốc bia mà cho một chiếc xe X6 hoàn hảo. Màu đỏ bản Boeing. Màu đỏ bản Boeing cực đẹp. 2009 nhưng mà con này máy ra rồi quý vị nhá, máy ra rồi. Số zin máy đã ra. Xe được bảo dưỡng định kỳ, vô lăng nhẹ, bản Boeing 4 chỗ màu kem cực cực đẹp cho chiếc xe như vậy. Giá chưa đến 600 cốc bia. Nào em bán chơi lớn đi. Bozo 3008 được sản xuất năm 2021 form 2022, bản cao cấp nhất của chiếc xe Bozo 3008. Năm 2021 đăng ký 2022 anh chủ bỏ ra trên 1.000 cốc bia. Mà hiện tại em Hương đang bán có trên 900 cốc bia thôi. Mặt đằng trước của chiếc xe khỏe mạnh năng động như Kylian Mbappé đá chung kết. Đúng không quý vị? Quá khỏe. Biểu tượng của Bozo thì chưa bao giờ làm cho quý vị thất vọng vì em nó quá hoàn thiện, vì em nó quá đẹp, rất tinh tế. Với cái tầm tiền như thế này thì ta chưa biết chiếc xe nào chưa ưng ý thì Bozo 3008 xuất hiện tại sàn ô tô Việt Nam. Rất là hợp lý, bảo hành những chiếc máy là động cơ là 6 tháng, máy zin, không đâm xô, không gặp nước. Và em Hương có cả đôi RX350, một màu đỏ, màu đen, sản xuất năm 2009. Đăng ký 2010, giá chào bán 900 cho cả đôi. Còn rất nhiều xe Beetle sản xuất năm 2009, đăng ký 2010, 635 triệu đồng.
Toyota Camry sản xuất 2018 với giá trên 700 triệu đồng. Raptor sản xuất năm 2020 với giá là 1.000 cốc bia lẻ 50 cốc nữa. Thì quý vị cộng cho em Hương xem nó là bao nhiêu cốc. Chúng ta phải tính phép cộng rồi thì nó mới thấy cuộc đời nó vui, đúng không quý vị? Và một lần nữa thì em Hương gửi đến quý vị khách quý một lời cảm ơn chân thành nhất. Và có muốn mua một chiếc xe nào để chuẩn bị đi nghỉ hè thì rất đơn giản là nhấc máy gọi ngay cho em Hương. Em sẽ bật mí cho quý vị số điện thoại của em là 0917 39 9798 hoặc website sanotovietnam.com. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị.